Mày tính hơi bị chuẩn đấy nhỉ? Thế sao mày không tính luôn cả cái thời gian mà mày mãi xem điện thoại đi hả con? Ơ nhưng cháu vừa xem cháu vừa làm mà. Vừa xem vừa làm, vừa ngay cái điện thoại đây. Vừa đây. Không, ơ cứ kết. Vừa đây. Vừa đây. Không, ơ cứ kết. Con bé đó. Vừa đây. Ra tao bảo, ô kìa, cái con bé đó. Em nhờ anh. Ừ, chuẩn giờ phớt nhỉ. Sao đang mặc mày buồn vậy? Em để quên tình yêu của em ở nhà mất rồi. Vậy hả? Ừ, còn gì ăn không? Anh vừa mới ăn xong. Nhưng mà tao lại đói. Mặc kệ anh. Ngày mai mày đừng có làm cái món trứng ốp la nha. Ăn ngấy lắm. Ngày mai mày làm món gì nóng nóng cho tao ăn nha. Thôi, tao đi học đây. Cái con bé này đến rồi mà không dọn dẹp lại còn đi đâu nó không biết nữa. Mẹ ơi! Mẹ! Dạ? Làm gì trong đấy đấy? Ừ, cháu đi vệ sinh. Vệ sinh gì lâu thế? Ừ, trên cuộc đời này mình không thể nào quyết định được những thứ xảy ra được. Thế là thế nào? Mày táo bón đấy hả con? Sao ở nhà không táo bón đến đây lại sắp sửa sinh sự đấy? Mà cứ có cứ tệ cháu. Ừ, ba ơi, làm sao đây? Này, nói chuyện với ai trong đấy đấy hả con? Mệt ơi, cô nhanh lên không? Gần nửa tiếng rồi đấy. Chết, làm sao thế? Táo quá đau quá à? Hả? Không, ba của cháu chết rồi. Ai? Ba mày chết à? Khổ thế sao không nói với cô sớm, cô cho nghỉ. Ai gọi điện lên? Ba mày làm sao mà mất? Ba của cháu chết rồi. Ba nào? Đâu? Đẹp trai này chết rồi. Ôi dào ơi, tôi chết rồi. Hóa ra từ đấy đến giờ chui vào trong đấy để xem phim Hàn à? Ôi giời ơi là rồi. Cháu đau bụng thật. Này, còn đây nữa này, nhanh tay lên. Mày không nhanh lên thì làm sao mà kịp nấu cơm trưa nữa chứ hả con? Tập trung vào, bỏ cái điện thoại đi, đừng có xem nữa. Cháu vừa xem vừa làm chứ có phải cháu mình xem không đâu. Ok. Thôi đừng có xem điện thoại nữa. Đây này, vẫn còn đây này. Miễn là cháu làm sạch là được chứ gì. Tụi được rồi. Lại cãi, giỏi cãi. Tập trung và làm nhanh tay lên. Còn bao nhiêu việc đấy, rồi còn đặt cơm trưa nữa. Cháu biết rồi, cô nói nhiều thế nhở? Mắt cháu xem nhanh tay cháu vẫn làm là được. Ôi giời. Đấy. Chị gọi cái gì mà gọi? Đúng rồi, trong giờ làm việc đừng có nghe điện thoại. Linh ta linh tinh, mất hết cả thời gian. Vâng, cô nói chí phải đấy. Cháu không bao giờ có chuyện đấy là nghe điện thoại trong giờ làm việc cả. Thôi bỏ điện thoại đi, tập trung vào làm. Cháu biết.
phải là cháu đứng không đâu. Nhưng mà còn cơm trưa nữa, mày làm như thế này thì đến bao giờ? Ôi tôi chết rồi. Chết rồi. Hôm nay không kịp nấu cơm trưa đâu cô ạ. Cái gì? Cháu nói thật mà. Bình thường nhá, trong hợp đồng đi làm việc của cháu là cháu làm từ lúc 6 giờ cho đến 11 giờ. Bây giờ là 9 rưỡi rồi kia kìa. Cháu nhặt xong đống rau này này, rửa xong đống bát này, cọ xong cái nhà bếp này là 11 giờ rồi. Hết giờ làm việc của cháu rồi còn đâu. Này, mày tính hơi bị chuẩn ấy nhỉ. Thế sao mày không tính luôn cả cái thời gian mà mày mải xem điện thoại đi hả con? Ơ nhưng cháu vừa xem cháu vừa làm mà. Vừa xem vừa làm, đưa ngay cái điện thoại đây. Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Không. Ơ cái kia. Đưa đây. Không. Đưa đây. Không. Ơ cái kia. Không. Con bé này. Đưa đây. Ta đã bảo. Ô kìa. Cái con bé này. Không. Em yêu của anh. Điện thoại của con à? Mẹ, sao mày đắp lấy điện thoại của tao? Sao lấy điện thoại của anh Dũng? Con có lấy đâu, con mượn một tí. Mày có biết rằng tao không có điện thoại là mất đi bao nhiêu cơ hội vàng của tao được không? Thôi chết, con ơi, mẹ thấy có mấy người gọi đến mà nó tắt đi để nó xem phim Hàn Quốc đấy. Mê trai Hàn Quốc rồi hả? Lo thì mê. Em không thể nào tùy tiện đi gặp giai như thế được. Bố mẹ em biết mắng chết đi. Nhưng mà mình yêu nhau cũng lâu rồi, cứ suốt ngày nói chuyện qua mạng như thế này thì cũng không nên ý. Khổ thân anh ý, anh suốt ngày nhớ em thôi. Thôi được rồi, thế thì có gì chiều nay nhá, 3 giờ chiều mình sẽ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê nào đấy. Được rồi, biết rồi, sau một chút nữa người ta lại gửi ảnh cho. Yeah, ok anh, bye bye anh. Ôi giời ơi, em cũng yêu anh. Này, dạ, bao nhiêu bát cũng chưa rửa, ngồi đây muốn buôn chuyện, lại mua điện thoại phải không? Khiếp, cô làm cháu giật của mình ý. Mày, đang làm cái gì mờ ám mà phải giật mình? Đưa đây xem nào. Không, lại ăn hùng cái gì rồi đúng không? Đưa đây. Sao cô suốt ngày nghĩ xấu với cháu ấy nhỉ? Điện thoại em không có cái gì đâu. Ôi giời. Này, 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 này. Sao lấy cái này của chị Yến mà không hỏi nó hả? Ôi giời ơi, cháu chưa thấy một cái nhà chủ nào mà khó tính mà để ý ô xin như là nhà cô ấy. Vừa soi kỹ vừa khó tính. Trần đời là trong cái cuộc đời đi làm ô xin của cháu, cháu chưa bao giờ gặp một cái nhà nào mà khó tính mà gặp một cái người nào khó tính như cô. Cô khó tính y như là cái bà trong phim sống chung với mẹ chồng ấy. Nào, nào. Cháu mượn một tí thì cháu trả được có làm sao? Một tí, mượn một tí rồi quên luôn ấy. Chết chết chết. Cái gì mà bọn trẻ bây giờ vẫn hay nói nhỉ? Lét lét gì đấy. Cô cứ tưởng là nó không có nhưng hóa ra là trong xã hội là có đấy cháu ạ. Mà lại ở ngay trong nhà mình. Khổ thật đấy thôi. Lét gì hả cô? Quá. Này, mẹ. Dạ. Cô nói thật nhá, bố mẹ cháu mà biết chuyện này, bố mẹ cháu buồn lắm. Cháu có làm gì đâu mà bố mẹ cháu buồn. Thì cô nói cho cháu nghe, con gái mà cứ thích con gái ấy, thì ở thành phố người ta gọi đấy là lét. Đấy, như mày ấy mà cứ thích con gái, đây này cứ suốt ngày ngồi ngắm nghía tơ tưởng đến gái đẹp thôi. Thế là chết rồi, thế là lét đây. Này, cô thấy nó xinh thật à? Xinh thật đi. Đẹp đi cháu ạ. À. Đấy, cô còn khen đẹp. Bảo sao người yêu cháu mê cháu như điếu nổ. Cái gì? Thật mà. Ảnh cháu đấy. Hả? Vâng. Ảnh mày đây á? Vâng. Hôm nào mà cháu gửi cho người yêu cháu. Ôi trời. Ôi dồi ôi, người yêu cháu suốt ngày khen cháu xinh thôi. Rồi đất ơi. Khác hẳn đi. Một trời một vực thế này. Này, cái cô bé này nhá. Lông mày lá liễu, mắt bổ câu, mũi dọc dừa, môi trái tim, cằm thì nhọn, mặt thon gọn như thế này. Chứ còn mày, cô nói thật, mặt thì như là cái đĩa bánh đúc ý, mà giống y như là cái mặt nạ dầm trung thu ấy cháu ạ. Sao cô xấu tính thế nhở? Cháu là
thấy ghen tị với lại cái tuổi thanh xuân của chúng cháu bao giờ. À, cháu nói giật cái gì nữa? Đây nhá, đây là dùng camera 360, với cháu chỉ photoshop một tí thôi. Cháu chỉ photoshop một tí mắt này, mũi này, môi này, mồm này, cằm này, rồi da trắng. Một tí. Vâng. Thế này là một tí. Vâng. Thật đấy, hôm nào nên chẳng sử dụng như cháu xem. Nhưng cháu lắm cô ạ. Không những thế thì nhiều chú còn là đại gia nữa cô. Hai đứa chúng cháu yêu nhau qua mạng. Yêu nhau cũng được một thời gian rồi. Yêu nhau qua mạng. Vâng. Xong rồi gửi cho nhau những cái ảnh này. Vâng. Anh ấy là đại gia đấy. Anh ấy yêu cháu thật lòng lắm. Không tin cháu cho cô xem Facebook của anh ấy. Cô nói thật nhá, đại gia không ai người ta yêu như hữu mày đâu. Cô lại buồn cười rồi. Cô đừng coi thường cháu như thế. Sau này nhá, cháu có đi lấy chồng đại gia thật, lúc đấy cô không có oxy để tiếp nhận cái cơ rồi đấy. À, thì ra là mơ tưởng yêu được anh đại gia để sau này không phải đi làm cái kiếp cô xin giúp việc nữa đúng không? Không cô ạ. Về cái vấn đề này thì mình phải quan niệm rất là rõ ràng và rành mạch. Cháu nhá, dù sau này cháu có lấy chồng đại gia hay chăng nữa thì cháu sẽ vẫn đi làm ô xin. Mình là phụ nữ mà, mình phải có công việc ổn định riêng của mình rồi. Để cho chồng nó không coi thường. À không, cháu nói thật đấy chứ, sau này nhá, cháu có ở biệt thự tiền tỷ, đi siêu xe tiền tỷ chăng nữa thì cháu vẫn đi làm ô xin cho nhà cô. Cô cứ yên tâm đi, sáng nhá cháu sẽ bắt chồng cháu lấy siêu xe tiền tỷ đưa cho nhà cô đi làm, xong con chiều lại đến đón cháu về. À, cháu nói thật mà, cô đừng có cười. Được, được rồi. À, nhưng cô cười cháu, cháu nói thật đấy. Cháu bảo này, đợt trước ấy có một cái ông ấy xem tướng của cháu, bảo là cháu có số là mệnh phụ phu nhân. Cô công nhận. Đúng. Công nhận là cái cô bé này có tướng là mệnh phụ phu nhân, có tướng được yêu đại gia. Đấy. Chứ còn mày ấy, cô ngắm đi ngắm lại chả thấy. Con chả hiểu gì cả. Con chả hiểu là con gây thủ chuốc oán gì với cô cũng suốt ngày kiểu như thế với con đâu. Thưa mẹ, con đi học bây giờ. Ờ, con về rồi đấy ạ. À? Dạ. Em chào anh. Ừ. Uầy, ảnh có nào đẹp vậy mẹ? Cho con làm quen đi. Xinh không anh? Ừ đẹp, đẹp thiệt mà. Em đấy, anh có làm quen với em không? Cô? Vâng. Không thể nào tin nổi. Nó đây. Không tin. Mặt vi lai, mũi cao, môi trái tim, mắt bồ câu kìa. Không thể nào là cô được. Sao mọi người trong nhà này mắt mũi bị làm sao ấy nhở? Đây rõ ràng là em chỉ photoshop một tí thôi. Cô đã nói rồi, đại gia người ta yêu là yêu cái cô gái này này, yêu cái cô gái ở trong ảnh này này, chứ không có phải là mê mày đâu. Thôi đi cơm nước đi. Ủa mốc một cái đoạn tròn con son. Đưa lên mày nghe xem nào. Alo. Ô xin còn đang bận làm việc nhá, đề nghị không gây phiền phức, nhớ chưa? Cô muốn gửi đấy, sao cô nghe điện thoại của cháu? Nghe cháu gọi đi. Alo anh à. Em để điện thoại trên bàn ấy mà, xong rồi bà ô xin bà cầm bà nghe. Đấy nhá, em đang bận, trong em qua lại cho anh nhá. Con, nó đang bảo mẹ là ô xin đấy. Chuyện này nó làm nhà chẳng ngờ rồi. Ôi trời ơi, thời buổi yêu đương cái kiểu gì mà lừa cá nội dung lẫn hình thức. Mà kệ cháu, cô đừng nghe điện thoại cháu là đúng. Là yêu đương thời Facebook. Cô ơi cô. Cái gì thế? Sao hôm nay tự nhiên mày lại nhỏ nhẹ thế hả con? Cô ơi con bảo này, con với cô ấy ạ, ít gì thì cũng có một tí họ hàng thân thích. Chắc là cô cũng có lòng thương cảm với con đúng không cô? Mày cần gì mày cứ nói luôn đi. Vòng vo tam quốc mái sốt ruột quá con ạ. Cô ơi cô. Cô cho con đứng bảy cùng nhá. Cái gì? 2 tháng lương ấy ạ. 7 triệu, 2 tháng lương, lĩnh luôn. Con biết là con vừa mới đi làm, nhưng mà thật sự là con muốn vừa gấp cô ạ. Có quan trọng không? Dạ có. Thôi được rồi, cô sẽ ứng trước cho 2 tháng lương. Nhớ là phải làm ăn cẩn thận đấy. Dạ vâng ạ. Không có là cô trừ lương biết chưa? Dạ. Vâng ạ. Một giếng nữa em cho ship mang đến ạ. Đây. Vâng, em chào chị ạ. Chỗ này là 7 triệu. Dạ vâng ạ. Tất cả ơn cơ ạ. Mẹ, sao mẹ đưa cho cái mẹt nhiều tiền thế kia? Thì nó bảo nó có việc quan trọng, nó muốn ứng trước 2 tháng lương. Mà thôi,
Hôm nay dở rời sao mẹ mệt quá cơ. Thôi mẹ vào nhà nghỉ đi, để con đỡ cô. Ui dồi ôi. Này. Dạ. Cô không theo sát được mày, mày làm ăn cho nó cẩn thận đấy nhá. Vâng ạ. Ôi dồi ôi, không biết bao giờ mới hết cái nạn này đây. Mệt. Dạ. Ra đây chị bảo. Mày làm gì mà cần nhiều tiền thế hả em? Ơ, em có việc thật mà. Này chị Yến ơi, chị Yến. Em hỏi này, chị có biết chỗ nào mà bán đồng hồ nam mà xịn xịn đẹp đẹp đắt tiền không? Em chẳng biết gì về hàng hiệu hết ý. Đồng hồ hàng hiệu thì thiếu gì? Mày cần mua à? Vâng, em cần mua một cái đồng hồ nam. Phải đắt tiền, phải xịn. Để em tặng bạn trai em. Cái gì? Tặng bạn trai á? Vâng. Bạn trai mày là cái loại đào mỏ à? Hả? Có biết mày đi làm một tháng hùng hục ra mới được mấy triệu bạc, thế mà lại còn đòi mua đồng hồ? Không phải, bạn trai em không phải là đào mỏ, bạn trai em là đại gia đấy. Với lại anh ấy cũng không biết là em là ô xin, anh ấy cứ nghĩ em là tiểu thư con nhà giàu đấy. Ôi, à, vẫn là cái chàng trai mà hôm gọi điện camera 360 độ, xong rồi là ngỏ lời yêu thương ấy à? Ôi dồi ôi, tỉnh mộng đi em. Không, anh yêu em thật lòng đấy. Em nói thật nha, hôm vừa rồi gặp em ở ngoài nhá, thấy em không xinh như trong ảnh, béo hơn trong ảnh, thế mà anh vẫn yêu em đấy. Ôi xời, tao nhìn cái ánh mắt đấy là tao đã biết là cái loại đào mỏ rồi, yêu đương gì. Đã bảo là không đào mỏ mà lại anh ấy yêu em thật lòng. Chị chưa bao giờ yêu, chị không hiểu thế nào là tình yêu đâu. Quay cơ này, cho mày một trận bây giờ ấy. Liên thiên gì đấy? Em xin lỗi. Bơ vẩn, là đại gia ấy thì nó sẽ tự đi mua đồng hồ, thậm chí nó sẽ mua đồng hồ tặng mày, chứ không đến lượt mày phải tặng, nhớ chưa? Không phải, khổ lắm. Như này, hôm vừa rồi hai đứa đi chơi với nhau, thế là cái lúc mà xem giờ ấy, xong rồi là anh ấy nhìn đồng hồ, nhưng mà đồng hồ bị hỏng. Thế rồi là em nhìn thấy, xong rồi lúc đấy em nghĩ trong đầu là hay là mình tự nguyện mua cho anh ấy một món quà có giá trị. Thế là em tự nguyện mà, không ai ép buộc em cả, thật đấy. Tự nguyện, tự nguyện. Tức là ứng 2 tháng lương chỉ để mua tặng chàng một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Trời ơi, sức mạnh của tình yêu lớn lao quá. Đáng thương thay cho những kẻ còn tin tưởng vào tình yêu. Mày tỉnh mộng của tao cái. Hâm vừa thôi. Em hâm mặc kệ em, có đồn chỉ có một người yêu. Không, em bảo nha, sau này nha, em mới trở thành một đệ nhất phu nhân. Anh ấy sẽ lấy xe ô tô đưa em đi làm ô xin để chị. Thế là bây giờ chị liệu mà thương yêu em, đối xử với em cho tử tế đi. Sau này nhá, em có là phu nhân thật thì em còn cân nhắc. Dạ vâng, thưa đệ nhất phu nhân, tôi sẽ mua một chiếc đồng hồ hàng hiệu để phu nhân tặng chàng ạ. Vâng, cảm ơn chị. Tình yêu. Ôi, lạnh quá, lạnh quá. Ôi, lạnh quá. Chị Yến ơi, chị Yến, em bảo này, chị có mua đồng hồ xịn thật không đấy? Riêng về cái khoản hàng hiệu ấy, cô không phải bàn cãi với tôi nhá. Sao shipper gì lâu thế? Em tưởng là cái thời buổi này shipper phải nhanh như một mũi tên chứ. Người ta còn phải ship bao nhiêu đơn hàng chứ không phải ship mỗi cho cô đâu. Ui nhưng mà em hồi hộp cực ý. Ôi em không biết là bạn trai em mà đeo cái đồng hồ ấy lên tay thì sẽ như thế nào nhở. Ôi chắc là lịch lãm lắm ý. Trí tưởng tượng phong phú thế kìa. Ước gì chị được hồn nhiên như mày. Mà thôi, mơ mộng ít thôi em ạ. Này nha, em nói cho chị biết nha, chị có biết ý nghĩa của việc tặng đồng hồ cho bạn trai là gì không? Không, chị đã có người yêu đâu mà biết. Sau này nhá, chị mà có bạn trai, nhất định là chị phải tặng cho anh ấy đồng hồ. Bởi vì là anh ấy dành toàn bộ thời gian trong ngày của anh ấy để nhớ chị. Thật mà, anh ấy lúc nào cũng bảo nhớ em ra giết cả. Nhìn cái mặt kìa, À, hôn thở kìa. Lạnh quá. Chị ơi, chị cho em hỏi nhà CT3 ở đâu ạ? Hả? Ở đây, CT3 đây. Mấy đây? Chị, em chuyển đồ cho khách ở đây ạ. Chị... Đồ gì đấy? Dạ, cái đồng hồ ạ. À, ôi, may quá, xem nào. Lò thị mè đúng không? Dạ, vâng, đúng rồi. Ôi, đúng rồi. Cảm ơn em. Cả 2 triệu là bao gồm tiền ship rồi đúng không? Dạ, vâng, đúng rồi. Dạ, em đếm đi. Dạ, vâng, đủ đấy chị ạ. Dạ, cảm ơn chị nhá. Ạ. Dạ, vâng, chào em. Chị ạ. Này, đồng hồ này, cầm lấy, của nàng ấy. Ủa? Này,
bị trúng gió à? Mắt sao kìa? Anh ấy đây. Anh ấy nào? Hả? Hoàng tử của em đấy. Cái gì? Anh shipper là hoàng tử của em đấy à? Ôi trời ơi, cay. Khổ quá cơ. Sao mà là đại gia? Nhà có hẳn mấy xe ô tô. Mua một ít thôi. Suốt ngày ở trên mây ấy.